Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mình là nè. Ta đây. Hôm nay đọc hộp. Đọc hộp. Hộp có gì? Quà tặng Noel cho ông chồng của mình và cháu chồng. Chưa kịp đọc nữa. Hộp tự bể. Trời ơi. Giận chuyển cái gì mà cái hộp nó rách nát rách bươm, cho nói khỏi cần gì luôn mọi người. Ui da đau, trời ơi, mua đồ quần áo mà đâu tưởng mua thuốc viện hay sao mà nó vui cái hộp banh chành vậy trời. Đồ của Zara, phải nói nhà mình là team của Zara, mình mua cái gì cũng Zara. Đây cho mọi người xem ha, quà tặng cho chồng yêu. Quà cái chồng mình á chỉ mặc size S thôi mọi người, tại vì ảnh ốm lắm, có cái gì hả, 65 kg thôi, vừa ốm vừa lùn nữa chứ. Đặc biệt là ổng rất là mê màu trắng, cực mê màu trắng. Đối lại để hả Noel tặng một cái áo ha, đồ da ra rất là tuyệt vời, chỗ là giặt nó sấy không bị rút. Ở bên mình là phải sấy nha mọi người, chứ không sấy làm đâu có chỗ phải đồ, đâu có đem đâu, không có sân thượng đâu phơi, mà cho dù có sân thượng mùa này cũng không thể nào phơi được, nó trời tuyết rất là lạnh luôn. Đây một cái smiley áo sọc, mình mua một cái polo này thôi, trời ơi, công nhận nha, không hiểu sao cứ mà cái đồ mà sọc trắng đen mà người nhìn nó chói mắt ghê luôn, không thể nào mà tập trung mà nhìn sọc trắng sọc đen được. Trời ơi, không biết có vừa hôm nữa, tại vì Zara nó không có cửa hàng bên mình, không vừa một cái lẻ hả gì lắm luôn. Đây màu vàng có cái túi vải rất là ok luôn nha mọi người, đặc biệt là không xù lông luôn, cho nên là mình rất là thích Zara, không xù lông không rút. Mình chỉ mua Zara cho chồng mình với lại nhóc bé nhóc nhà mình thôi, hy vọng là ổng đều vừa hết. Đây trời, tiếng rệm tìm riêng size S chắc dồ quá, không vừa khóc tiếng máng luôn, mất công đổi. Và cuối cùng đó chính là, trời, cái hộp này tính lấy nó gói lại quà Noel cho chồng. Đây chính là chai nước hoa cho cháu chồng mình, để nó gói lại. Đây mọi người ơi, Batman mùi hoa, cái này nước hoa dành cho em bé nha mọi người, kit đó dành cho nhi đồng á, rẻ đó mọi người, chỉ có 14 đồng là khoảng chừng 200 ngàn 300 ngàn nhiều cho một chai 50 ml, nhưng mà mùi thơm rất là dễ chịu luôn nha mọi người. Tạm thời là mình không có khui ra được, tại vì quà tặng nên không cho mọi người thấy cái chai được, mình sẽ để cái link ở dưới hình he. Bây giờ để gói luôn, nó có cái hộp sẵn rồi, gói luôn khỏi cần cái gì, mà thôi để bọc vô đây đi, bọc lại vô đây nè mọi người, cho nó huyền bí chứ đâu để làm cái gì đâu. Gỡ cái tem này ra, này để New Year ở lòng mình gói lại luôn, Christmas cái chồng mình ổng sẽ khui ra. Chứ bây giờ là cho mặc đồ cũ đi, chu qua năm mới mà mặc đồ mới làm gì. Dạ, quà Noel của chồng đã tới rồi, mà không có năm nào không tặng đồ Noel cho mình hết. Có mà không biết hả, trời sao có cảm giác nó gì ta, cảm giác nó nhỏ ta, chắc không đâu. Cả đi nó nhỏ thì ha, đành phải tốn tiền ship đổi lại chứ biết sao giờ. Sợ chật vú mà mọi người, trời, chồng mình không có vú bự nha mọi người. Sao màu trắng nó có cảm giác nó bự ha. Đúng rồi, nó bự hơn xíu nè. Mặt gì cũng chật vú, nó không có chật bụng, đàn ông là người ta chật bụng mà ông nội thì chật vú. Quá xuất sắc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh mình là Nam.